chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, phương pháp tập vận động thụ động là một phương pháp phổ biến được sử dụng để phục hồi chức năng sớm trong các trường hợp sau chấn thương hoặc là sau phẫu thuật để nhằm giảm những biến chứng ví dụ như là teo cơ, cứng khớp hay là phù nề. Và ngày hôm nay thì thiết bị y tế Huy Lợi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc máy CPM, máy tập vận động thụ động liên tục. Và như quý vị và các bạn có thể quan sát, với cái tốc độ rất là chậm như thế này và sẽ có những cái cảm biến để đo góc độ một cách rất là chính xác, thì chiếc máy này là một chiếc máy rất an toàn và dễ sử dụng. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu chi tiết về chiếc máy này. Như quý vị và các bạn đang quan sát thì đây là toàn bộ cái sản phẩm của chúng ta, sẽ bao gồm phía bên dưới là phần thân máy. Phần thân máy thì sẽ có một phần đế đỡ để máy không bị di chuyển trong quá trình mà chúng ta tập. Tiếp theo ở phía bên trên này chúng ta sẽ có một cái bộ điều khiển và sẽ sử dụng cảm ứng. Phía bên cạnh máy chúng ta sẽ có nút nguồn và nút đỏ này là nút dừng khẩn cấp cũng như nút xoáy để mà khởi động máy. Tiếp theo đấy thì chúng ta sẽ có một cái bảng điều khiển để hỗ trợ. Đây là bảng điều khiển di động là bệnh nhân có thể dùng hoặc chúng ta có thể điều khiển từ xa rất là tiện ích. Và cái bảng điều khiển này thì cũng sẽ sử dụng cảm ứng. Phía bên trên phần khung đỡ bệnh nhân thì được làm từ chất liệu thép 304 không gỉ và rất là chắc chắn. Đồng thời thì nó cũng rất là nhẹ để giúp cho chúng ta có thể nâng lên được dễ dàng hơn. Và đối với phần đỡ chân của bệnh nhân thì sẽ có 4 vị trí quý vị và các bạn có thể thay đổi được góc độ. Đầu tiên là phía bên dưới phần bàn chân thì chúng ta có thể xoáy ra để thay đổi cái góc độ nghiêng bàn chân của bệnh nhân. Và tiếp theo đấy thì ở phía dưới phần bàn chân chúng ta cũng có thể thay đổi cái góc độ như thế này. Điểm thay đổi thứ ba đó chính là ở phía phần chân của bệnh nhân này, chúng ta có thể xoáy ra để thay đổi cái chiều dài. Và ở phía bên trên này thì chúng ta cũng có các cái mức được đánh số từ 1 cho đến 19 để quý vị và các bạn có thể dễ dàng quan sát và cân hai bên sao cho bằng nhau. Điểm thay đổi thứ tư đó là ở phần đùi của bệnh nhân. Và các cái phần khung ở đây cũng được chia số để quý vị và các bạn có thể dễ dàng quan sát hơn. Về phía phần chân của bệnh nhân, phía bên dưới phần bàn chân chúng ta sẽ có các phần khóa, các phần nhám và dính như thế này để cố định chân bệnh nhân sao cho chắc chắn. Và phía bên trên phần đỡ, phần bắp chân và phần đùi thì sẽ có một các cái phần chốt như thế này và sẽ được cố định bằng các cái chốt khóa. Và cái phần đỡ chân thì sẽ bằng đệm cao su như thế này. Phần đệm cao su này thì sẽ giúp bệnh nhân thoải mái hơn trong quá trình sử dụng. Và chúng ta sẽ tùy chỉnh cái kích thước giữa cái phần dây ở đây. Về phần sử dụng thì chúng ta có thể điều chỉnh trên hai cái bảng điều khiển, một là bảng điều khiển di động, hai là bảng điều khiển cố định ở phía bên trên máy. Và đây là cái bảng điều khiển của chúng ta cùng với các cái phím chức năng. Đầu tiên là máy sẽ có 3 chế độ. Chế độ bình thường là chế độ máy sẽ hoạt động theo những cái thông số mà quý vị và các bạn đã cài đặt. Chế độ thứ hai là chế độ tốc độ. Ở chế độ tốc độ này thì sau 15 cho đến 20 phút thì máy sẽ tăng một mức tốc độ lên. Cái tốc độ vận động nó sẽ nhanh dần lên. Và chế độ thứ ba là chế độ góc. Là sau mỗi 15 cho đến 20 phút thì máy sẽ tăng 3 độ. Chuyển sang phím chức năng tiếp theo thì đó chính là tốc độ. Và đây chúng ta sẽ có 9 mức tốc độ để quý vị và các bạn có thể điều chỉnh. Và 9 mức tốc độ này tương đương với 0,5 cho đến 3,5 độ trên 1 giây. Tiếp theo là cài đặt về thời gian. Thời gian tối đa quý vị và các bạn có thể cài đặt là 240 phút, là 4 tiếng. Xuống hàng thứ hai, đầu tiên quý vị và các bạn có thể cài đặt được góc gấp. Góc gấp này thì quý vị và các bạn có thể cài đặt tối đa là 120 độ. Tiếp theo là góc duỗi. Góc duỗi tối thiểu sẽ là âm 5 độ. Tiếp theo là mức lực. Mức lực ở đây thì chúng ta sẽ có 3 mức: thấp, trung bình và cao. Xuống phía dưới cùng thì chúng ta sẽ có nút giữa khẩn cấp và nút gấp khẩn cấp. Hai cái phím này sẽ sử dụng khi mà bệnh nhân cảm thấy khó chịu thì chúng ta sẽ có thể duỗi luôn và gấp luôn lại. Và ở giữa này thì chúng ta có thể theo dõi cái góc độ hiện tại của máy. Quý vị và các bạn có thể thấy là cái cảm biến rất là nhạy và chúng ta có thể theo dõi rất là chính xác.
Và chiếc máy này như tôi đã nói là một chiếc máy rất là an toàn, và cụ thể nó an toàn ở những điểm sau đây. Thì quý vị và các bạn có thể quan sát ở đây có một cái nút đỏ, đây là nút dừng khẩn cấp. Nút này sẽ dùng trong trường hợp máy có bất kỳ vấn đề nào hoặc bệnh nhân cảm thấy khó chịu thì chúng ta có thể tắt máy hoàn toàn. Và cái điểm an toàn thứ hai đó chính là cái phần rãnh trượt này. Quý vị và các bạn có thể quan sát là toàn bộ cái phần rãnh trượt ở trên trục này thì sẽ được bọc cao su, thì từ đấy thì sẽ không có một cái vật gì có thể rơi vào đây được, nó bịt rất là kín và ngoài ra thì cũng rất là đảm bảo vệ sinh. Và cái điểm an toàn tiếp theo đó chính là cái phần cảm biến này. Cảm biến này thì sẽ là cảm biến để đo chính xác cái độ mở của góc chân của chúng ta, và từ đấy thì chúng ta có thể tùy chỉnh sao cho an toàn và chính xác nhất. Và sau đây thì chúng ta sẽ đi vào sử dụng để quý vị và các bạn có thể hiểu rõ hơn về chiếc máy này. Vừa rồi là những giới thiệu của chúng tôi về chiếc máy CPM tập vận động thụ động khớp gối và khớp háng. Nếu quý vị và các bạn có nhu cầu, xin vui lòng liên hệ đến số điện thoại trên màn hình để được biết thêm thông tin. Ngoài ra thì chúng tôi còn cung cấp rất nhiều các sản phẩm phục hồi chức năng khác. Quý vị và các bạn chỉ cần liên hệ đến số điện thoại trên màn hình để được tư vấn. Thiết bị y tế Huệ Lợi xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.